Tốc Cây Giống xin kính chào quý bà con. Tôi tên là Cường. Ngày hôm nay thì vườn ươm chúng tôi lại tiếp tục lên một cái video để giúp bà con có thể phân biệt được những cái giống cây gần tương tự giống nhau nhưng mà lại có giá trị khác nhau. Hôm nay thì vườn ươm chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý bà con hai cái giống cây nhìn giống nhau, đó là cây Sa La Ngọc Kỳ Lân và cây Vú Sữa Hoàng Kim. Rất là dễ nhầm lẫn đấy nhá. Mời bà con chúng ta cùng theo dõi và tìm hiểu. Trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu đến quý bà con là cây Sa La Ngọc Kỳ Lân nhé. Đây là cây cảnh quan và có gắn liền với cái cuộc đời của Đức Phật đấy. Cây Sa La này thì là cây thân gỗ lâu năm, có thể phát triển lên tới 30 cho đến 35 mét. Mặt lá của cây Sa La thì là hơi nhám nhé, có lông. Sờ vào ta có thể cảm nhận được ngay. Hoa của Sa La thì chúng mọc trực tiếp ra từ thân cây, với độ dài chùm hoa có thể lên tới 80 cm. Và mùa hoa lở thì toàn bộ thân của cây được bao trùm bởi một cái sắc đỏ, có mùi hương thơm là ngọt ngào và quyến rũ, nhất là vào buổi ban đêm. Tôi sẽ chụp một cái bức ảnh để cho bà con quan sát thấy cái hoa của cây Sa La Ngọc Kỳ Lân. Sau đây tôi sẽ đưa bà con sang cái luống cây bên cạnh là cây Vú Sữa Hoàng Kim, và có cái lá giống cây Sa La Ngọc Kỳ Lân này nhé. Còn đây là cây Vú Sữa Hoàng Kim bà con nhé. Đấy, cây Vú Sữa Hoàng Kim là giống cây ăn quả, cho quả ngon ngọt và cháy màu vàng đẹp khi chín. Lá cây Vú Sữa Hoàng Kim thì thon dài hơn và nhẵn, không có lông. Như vậy để phân biệt hai cái giống cây này thì ta nhìn vào lá cây thì có thể phân biệt được. Đó là lá cây Sa La Ngọc Kỳ Lân thì to hơn và có lông. Còn lá cây Vú Sữa Hoàng Kim thì thon dài hơn và nhẵn. Một số vườn ươm và trung tâm cây giống ấy biết đây là hai cái giống cây hoàn toàn khác nhau, nhưng mà vì lợi nhuận thì họ cố tình bán giống lẫn lộn để lấy chênh lệch về giá ấy. Vì cây Sa La Ngọc Kỳ Lân này thì khi giống còn nhỏ ấy thì sẽ rẻ hơn từ 3 cho đến 5 lần cái cây Vú Sữa Hoàng Kim, rẻ hơn so với Vú Sữa Hoàng Kim nhé. Sau đây tôi sẽ tách riêng hai cái cây này ra khỏi luống để bà con cho nó dễ nhìn và dễ quan sát nhé. Đây quý bà con nhé, tôi đã tách riêng hai cái cây Vú Sữa Hoàng Kim và cây Sa La Ngọc Kỳ Lân này ra khỏi luống cho bà con quan sát. Bên tay trái tôi đang chỉ đây, đây là cây Vú Sữa Hoàng Kim nhá. Lá này thon dài hơn mà nhẵn, không có lông. Còn bên tay phải tôi đây là cây Sa La Ngọc Kỳ Lân hay còn là cây Vú Yêu ấy, thì lá nó sẽ to hơn và bề mặt thì nó sần hơn này, mà có lông mỏng ở lớp bên dưới. Đó. Chúng ta quan sát thật kỹ nhé. Đây, bên trái là Vú Sữa Hoàng Kim, bên phải là Sa La Ngọc Kỳ Lân. Bà con hết sức lưu ý và chọn những cái trung tâm cây giống uy tín nhé, để lấy được cái giống chuẩn giống. Nếu không là sẽ rất là dễ mua nhầm lẫn hai cây Sa La Ngọc Kỳ Lân và cây Vú Sữa Hoàng Kim này. Thì vườn ươm chúng tôi thì đang có sẵn hai cái loại giống cây này rất là nhiều nhé. Bên này là Vú Sữa Hoàng Kim này, còn bên này là Sa La Ngọc Kỳ Lân. Ở đằng xa kia nữa thì còn rất là nhiều. Đấy. Bà con có quan tâm hai cái giống cây này thì liên hệ với chúng tôi để mua giá trực tiếp tại vườn ươm nhé, không qua môi giới, không qua trung chuyển. Cảm ơn quý bà con đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.